Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 4. Em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ, bơm nước và xịt thuốc nha anh em. Hôm nay 10 cây nhưng mà em lên cho mình 3 loại máy ha. Thì hôm nay có tiếp tục cho anh em là hai cái đầu máy tum gời nè, tum 260 luôn. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì bên em có dùng Zalo. Anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc là gọi Zalo đều được ha. Thì hình thức mua bán bên em sẽ bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Bao ship tặng nhà là khi mà anh em đặt hàng á, giá tiền ở trên máy, ví dụ như con A1 là 1,2 triệu, anh em tới nơi anh em trả đúng shipper 1,2 triệu là đủ, không thêm phát sinh một cái bất cứ một cái tiền nào nha anh em. Và không đặt cọc á, là khi mà anh em đặt hàng là chỉ việc cho địa chỉ và số điện thoại thôi, là em sẽ giao tặng nhà cho mình luôn, anh em không có mất trước một đồng tiền cọc nào hết. Đó là cái bao ship tặng nhà và không lấy cọc nha. Rồi, phụ tùng đi kèm cho mình thì sẽ gồm là 7 món nha nè. Thứ nhất là cái tiếp mở bugi nè. Đó, cái là 7 món là đối với cắt cỏ ha. Thứ nhất là tiếp mở bugi. Thứ hai là cái lưỡi dao. Thứ ba là cái cọng dây đeo. Thứ tư là cái tiếp mở bugi. Ủa, cái lục giác 4. Thứ năm là cái ổ cắt bằng dây cước hay gọi là dây găng đó. Và cái món thứ sáu là cái cản cỏ hay gọi chắn cỏ. Và cái thứ bảy là cái nón nha nè. Cái nón để anh em đội ha, đi vườn đi ruộng này kia đó. Rồi, còn bơm nước thì sẽ tặng cho anh em là gồm 5 món nha. 5 món là hai cái đầu ghen ở trên cái đầu ga đầu vô là hai cái là hai đầu là hai cái anh em, hai cái đầu ghen là hai ha. Rồi một cái tiếp mở bugi nè là 3 và cái bugi mới là 4. Và cái món thứ 5 là cái nón luôn nha anh em. Nói chung là cái độ anh em mua anh em là đều tặng nón hết luôn á. Là 5 món. Còn cái xịt thuốc thì sẽ tặng cho anh em là 4 món. Thứ nhất là cái cọng dây. Thứ hai là cái tiếp mở bugi. Thứ ba là cái bugi mới. Và cái thứ tư là cái nón luôn. Đó là tổng cộng 4 món. Thì anh em chốt cái nào thì anh em nhớ phụ tùng cái đó để khi mà nhận hàng mình kiểm tra nha. Mấy món là mấy món em tặng. Còn mấy cái món này, hai món này là hai cái món mà em bán kèm theo. Thứ nhất là cái nhớt này là nhớt để pha với xăng đó anh em. Này thì gọi là nhớt 2T ha. Một bình gì là 1 lít giá 100.000. Thì cái tỷ lệ pha thường là anh em 1 lít xăng pha 40cc thôi. Đối với máy hay thì ha, thì một bình 1 lít anh em pha tối đa được 25 lít xăng nha. Giá bình này chỉ có 100 ngàn thôi. Rất là dễ sử dụng luôn. Và cái món thứ hai là cái bơm nước hay còn gọi là cái bơm đuôi. Cái này thì anh em gắp trực tiếp vô cái đầu bò mới cắt cỏ luôn ha. Rất là tiện nha. Rồi em vô cái đầu tiên anh em. Hôm nay vô đầu tiên cho anh em thì hai cái đầu máy tum gời ha. Cái đầu máy số 1 này là của thằng Mitsu T110 nha. Nồng thì nó tầm 31 ly nha anh em. Ở tum thì nó là tum gời 260 nè. Thì anh em chốt em sẽ tặng kèm cho anh em là một cái cặp bố ha. Và bốn ống tum nè. Về anh em gáp vô anh em sử dụng. Ở nhà có cái cần thẳng thì anh em gáp vô anh em cắt cỏ. Còn không thì anh em gáp vô thùng xịt thuốc anh em xài ha. Công tắc máy nè. Đầy đủ cho anh em hết luôn nha. Về cái gì là anh em xăng phải nhớ tôi là xài thôi. Rồi cái đầu số 1 700 ngàn bao ship. Số 2. Số 2 là cái đầu Mitsu T140 nha anh em, nó bự hơn cái đầu số 1 ha. Này 32 ly nè. Nó 23cc, cũng là tum gời tum 260 nữa nè. Đây anh em về anh em gắp cặp bố vô và bốn ốc tum ha. Thì giống như con số 1 thì anh em thì nếu mà anh em có cần thẳng thì đáp vô cỏ. Còn không thì nép vô thùng xịt thuốc ha. Rồi công tắc ấn nè. Thì cái này về anh em cũng chỉ là xăng pha nhớ cứ là xài thôi. Bên em cũng đã làm nổ nghiêm chỉnh cho anh em rồi. Rồi số 2 này 900 ngàn em bao ship luôn nha. À, nếu như anh em ở nhà chưa có cái dụng cụ hay chưa có cái gì hết, về mua máy về chú là xài thôi. Thì anh em bắt đầu từ con A1 cho em ha. Rồi con đầu tiên con A1.
Một là con Estin, con này là FS 22 nha anh em. Nồng là 32 ly ha, nó 22cc. Bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới, 2 kim quanh gồ nha. Con này cộng dây giật nó còn trắng tươi luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp ha, dây giật trong suốt nha. Này gọi là dây giật trong suốt. Rất là mới ha. Tâm liền, tâm nhựa nè. Số series máy 32546573. Số series còn rất là sạch sẽ, rất đẹp luôn nha, còn nguyên si luôn. Tâm nè, rất là mới ha. Rồi, công tắc ấn cho mình nè. Tay lái là tay lái đôi, gai dữ nha. Láp trắng cỏ, đậu bò zin. Láp thì tem mát của nó là còn theo máy đầy đủ hết luôn nè anh em. Đó, nghiêm chỉnh luôn. Thì nếu mà anh em là chưa có cái gì hết nhà, chưa có dụng cụ hay chưa có gì hết, chỉ nhà chỉ có xăng thôi, thì anh em mua xăng và nhớt. Anh em có nhớt ha, mua nhớt của em. Ở về anh em mua những từ con A1 này trở đi là về anh em chăm xăng pha nhớt của là anh em xài thôi ha. Dụng cụ phụ kiện đi kèm đầy đủ. A1 giá 1,2 triệu. A2. Con Shindewa à, trong cái nòng nó có dập cái Shindewa luôn nè anh em. Đó, chữ dập nổi luôn ha. Con này nòng 32 ly 23cc nè, G23 ha. Con này thì nó là máy bugi đứng luôn nha anh em, đánh lửa rất là khỏe luôn nha. Bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới nè, 2 kim quanh gồm đây. Đó, chữ dập nổi luôn. Ở dưới cái bình xăng thì nó có cái dàn chân chống bằng sắt luôn nè, rất là chắc chắn mà giúp bình xăng không bị chạm đất ha. Tâm thì là tâm gời, tâm nhôm, tâm nước sơn bạc luôn nha. Công tắc ấn nè. Đó, rất là dễ xài, rất là dễ sử dụng luôn. Tay lái đôi, gai dữ nha. Trên láp thì nó cũng còn tem luôn nha anh em, G23 ha. Đầu bò zin. Rồi, đủ đồ liền lạc nha anh em. A2 giá 1,1 triệu ha. Máy không có bể vỡ gì trơn nha. Tiếp theo là con A3. Con Tanaka, con này là nòng 32 ly, nó 23cc nha anh em. Con này nó cũng là dạng máy bugi đứng luôn nè ha. Đây, đó, nòng 32 ly, 23cc thì nói chung là mấy con này cắt cỏ là cỏ to thì anh em cắt cỏ bằng lưỡi dao. Còn cỏ nhỏ thì anh em cắt bằng cái ổ cước. Hai cái loại đó thì bên em có tặng kèm theo cho mình ha. Bình xăng con này thì nó là bình xăng con 2 kim mới nè, 2 kim quanh gồ anh em. Đây, chữ dập nổi nha. Mấy con này là em quay cho anh em hết. Tâm là tâm liền, tâm nhựa nè. Công tắc ấn nè, tâm này tâm màu xám ha. Tsuchigi máy nè, 1146867 nè, 1148867. Tay lái đôi, gai dữ nha. Láp trắng cỏ, đầu bò zin cho mình đầy đủ luôn nè ha. Láp thì tem mát còn nguyên si luôn nha nè, đầy đủ luôn nha. A3 giá 1,2 triệu. A4. Con này là con Shindewa 234 nha anh em, Shindewa 3 số ha. Nòng 32 ly 23cc, đời Shindewa 3 số là chạy rất là khỏe nha anh em. Đó, con này thì bình xăng con là 2 kim zin luôn nè, chạy rất là lợi xăng, xăng qua rất là mướt và máy chạy rất là phao, rất là gông luôn. Trong đốc nó có dập cho mình nè ha, Shindewa. Bình xăng lớn con này bình xăng zin nha anh em. Rồi, tâm thì nó là tâm liền, tâm nhôm nè, nước sơn còn đều gan luôn. Đó, có chỗ chốc nha anh em, im nó đều thôi chứ không phải là còn nguyên hết nha. Xin đây qua 234 nè. Rồi, công tắc ấn ha. Ốp eo này ốp eo zin theo máy luôn nha anh em. Anh em có thể thấy được cái xốp trong nè. Rất là dày dặn giúp cho anh em khi cắt cỏ thì phần này nó tì vào cái eo nè, giúp cho mình không bị đau ha. Ta lấy đôi, ga giữ nha. Cùm nước sơn còn nước sơn xanh nó nè anh em, nước sơn zin luôn. Rồi, láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha anh em. Đó, láp tem mát còn đủ luôn. Xin đây qua 234. Con số 4 giá 1,500,000.
năm. Con Makita Robin nha anh em. Cái này anh em gọi tên nào cũng được, tại vì hai thằng này nói chung nồng con này 34 ly, 26 cc, chụp giật trở lực luôn ha. Bởi vì anh em thấy kéo giật rất là nhẹ nhàng luôn. Con này thì nó bình xăng lớn, là bình xăng thay mới nha, mà được cái là cái nút bình xăng nó có cái gọi anh em, có cái thế anh em mở nè. Và cái thứ hai là cái này là cái e gió tự động nha anh em, bình xăng con quanh gồ e tự động, nó rất là nhạy luôn nha anh em, giúp cho anh em không sợ bị ngập xăng ha. Và cái hay của con này cái nữa là nằm ở trong cái tum nó là tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn. Nếu anh em có nhu cầu tháo gời chế cháo xịt thuốc này kia là việc là tháo gời lấy cái đầu máy như hai con đầu tiên nãy ha. Công tắc ấn nè. Rồi ta lấy đôi ghê dữ nha. Lắp đầu bò đầy đủ nha nè. Đó, con này thì chỉ có cái bình xăng lớn là thay mới rồi, còn lại zin hết. Áo này kia là không có bể vỡ nha. A5 giá 1.500.000. A6 là con Echo, con này là nòng 34 ly, 26 cc nha nè. Con này thì ở đây mày gọi là Echo đời mới, tại vì cái đời sản xuất là đời sau 2000, mà con này kiểu như cái áo nó bị sậm anh em, nó hơi bị dính bật này kia, nó hơi sậm màu ha, nên nhìn nó hơi cũ cũ thôi, nhưng mà cái đời này đời mới ha. Nam nội anh em nhìn cái áo bồ thôi anh em cũng thấy nè, thiết kế rất là sắc sảo luôn. Con này bình xăng con hai kim zin nha anh em, chú bình xăng này là vú lớn luôn nè, bình xăng lớn là bình zin, tum thì tum liền, tum nhôm ha. AT62263A, số seri là 5800-6531 ha. Mắt in da băng nè, tem đầy đủ cho mình luôn. Rồi, nước sơn tum còn đều gan luôn nha anh em. Đó. Tay lái là tay lái đôi, đặc biệt con này nó sử dụng cho mình là cái tay ca bóp. Bóp này anh em gọi là bóp zin hay gọi là bóp mổ dịch ha. Công tắc trên tay luôn, rất là dễ sử dụng nha anh em. Lắp đầu vò đầy đủ cho mình hết luôn. Rồi, con này là zin nguyên bản luôn ha. 263 A6 giá 1.700.000. A7 là con Maru 26, nòng 34 ly, 26 cc, con là Zinus. Em nhìn cái bộ cần nè, tem còn đủ luôn, bình xăng lớn là bình zin này nha anh em, nó còn cái tem cái gòn của nó nè, bình xăng lớn như chưa đổ xăng luôn ha, rất là mới luôn, tấn tư luôn nha anh em. Lốc Susari ha, Susari thì nó dập nổi nha, cái này không phải tem dán này, nó dập nổi dưới đây luôn. Công tắc ấn, áo vàng ươm luôn ha. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa nha anh em, tem lơi ma chống hàng giả cho mình nè, còn cho mình luôn. Công tắc ấn à, quá vip luôn nè, bình xăng lớn còn tem mới chát luôn, quá đẹp. Rồi ốc cụm nè, bốn con trắng tươi luôn ha. Tay ga con này thì nó là tay ga đôi, và ga là ga bóp zin luôn nè nha anh em. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ sử dụng luôn. Đây mình cho lắp nè, quá vip. Đó, trắng cỏ đầu bòi đủ nha anh em, zin hết. Con này là zin nguyên bản hết luôn nha. Bình xăng con cũng là bình xăng con zin luôn nè. Gon bình xăng cũng là con zin luôn nha anh em. Con này zin hết luôn á. A7 giá 1.900.000. A8
8, con này là con Honda gửi 25 nha anh em. Honda thì xăng riêng nhất riêng ha. Công suất của nó là 1 ngựa mốt nha. Bình xăng lớn nè. Đây cái này là anh em nhớ chứa xăng trắng giùm em ha. Còn bình nhỏ đây mình nhớ bún thị nha anh em, nhớ xe Honda đó. Áo zin này nha. Chữ Nhật nha. Đó, đầy đủ. Bình xăng con là bình xăng con zin luôn. Rồi, trong lốp thì nó có dập chữ Honda cho mình nè ha. Gửi 25 nằm phía sau anh em. Dập nổi nha. Chân trống đầy đủ. Công tắc ắn ha. Con này thì nó là tum gời tum 260 nè anh em. Anh em hay háo mấy cái đầu Honda này, anh em gắt xịt thuốc lắm nè. Thấy anh em xài nhiều lắm. Rồi, ta lấy đôi ha, gây giữ láp cắn cỏ đồ bò đầy đủ anh em, zin hết luôn nè. Tem mát còn nguyên si luôn. Tem dán từ lô luôn nha anh em, từ đầu tới cuối luôn ha. A8 giá 2,6 triệu nha. A9. Chính là con bơm nước xách tay nè. Cái này do là chạy không có nước cho nên là em không có dám đinh ga nhiều ha. Tại vì chạy mà chạy lâu không có nước nó sẽ bị cháy cái phốt này nè, cho nên là không dám đinh ga nhiều. Thì cái này hàng đi em sẽ test nước cho anh em đàng hoàng mới cho đi nha anh em. Đây là TU26 nồng 34 ly, 26 cc ha, giống như mấy cái cỏ vậy mà nó gáp cái đầu bơm gắn cái bơm sao nè. Mắt in Japan nè, chụp giật trợ lực luôn nha. Trên nè, mắt in Japan. Cái này cái con máy là nặng 4,5 kg ha. Đẩy xa được tối đa là 35m nè, là 114 feet nè. Và nó hút được tối đa là 115 lít trên 1 phút. Đây, thông số đầy đủ luôn nha anh em. Ren nè ha, ren trong ren ngoài nè. Cái này có đủ hết cho mình một cái, còn thiếu một cái này em sẽ vô đủ cho anh em luôn rồi nha. Đó thì anh em mồi nước trên đây ha, khi mà có nước rồi nó tự hút luôn. Bình xăng con zin quanh gò nữa ha. Ra ngang này coi. Đó, ra ngang cái cỏ vậy. Công tắc thì anh em nhớ lưu ý ha. Gạt theo cái tướng hướng này nè. Lên on là mở, qua off là tắt ha. Nhớ giùm em. Rồi, tên máy số seri nè, 163730 nha anh em. TU26 ha. Đầy đủ cho anh em hết luôn nè. Đây trên cái bơm nó cũng có số seri riêng cái này anh em, 0077417 ha. Bô nè, áo thì liền lạc hết nha. Rồi, A9 giá 1,7 triệu ha. A10. Là con xịt thuốc nha anh em. Con này là con Echo Kiwit ha. Cái đầu máy là Echo Kiwit 32 ly, 23 cc. Bình xăng con thì đây em gấp ha, 2 kia mới rồi nha anh em. Bình xăng lớn thì bình zin. Cái mã thùng của nó là SHG400 ha. Rồi con này cái thùng của nó là tới đây là 15 lít nè. Anh em đổ đầy thì có thể được 16 lít gửi ha, 16 hoặc là 16 lít gửi nè. Và tới đây 15, lên đây đầy thùng luôn. Rồi, ốp lưng dây đeo đầy đủ ha. Ở đây thì em có cho anh em tặng sẵn cho anh em cái cọng dây với cái gắn cái bét nè. Thì anh em nhớ là hồi nãy thêm cho anh em 3 món nữa ha, là tổng cộng 4 món nha nè. Con A10 giá 1,2 triệu nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo nha. Chào tất cả anh em.